Xin chào các bạn, thông điệp quan trọng khẩn cấp dành cho các bạn lúc này. Lý do tại sao mình làm trải bài này, bởi vì là mình bắt được nguồn năng lượng chung và mình thấy rằng là các bạn đang cần một cái thông điệp nào đó từ vũ trụ và rất là quan trọng với các bạn trong khoảng thời gian này. Cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta có phần trải bài ngày hôm nay. Thông điệp quan trọng khẩn cấp dành cho các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn tụ bài. Các bạn tụ 1 là bộ bài Tarot phù thủy. Các bạn thích bộ phù thủy thì bộ này sẽ là bộ chính của các bạn nha. Tụ 1. Rồi, các bạn tụ 2 thì đây là bộ tâm hồn của mèo. Và các bạn tụ 3 là bộ năng lượng của rồng. Năng lượng của rồng. Rồi, mọi người, phù thủy, mèo, rồng. Rồi các bạn chọn nha. Tụ 1, tụ 2, tụ 3. Đây, mình vào phần trả bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1. Thông điệp quan trọng khẩn cấp dành cho bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhận thông điệp nha. Chút nữa chúng ta sẽ lật lá bài này sau. Mình bắt được nguồn năng lượng đó là hiện tại lúc này mình có thấy là các bạn đang rất là cần một cái thông điệp từ vũ trụ gửi đến các bạn trong khoảng thời gian này. Rồi, chúng ta bắt đầu nha mọi người. Oh my god, thật sự rất là may mắn cho các bạn chọn tụ 1 nè. A win-win outcome, tức là một cái kết quả nó rất là công bằng. Một cái kết quả chiến thắng dành cho các bạn đang chờ bạn ở phía trước luôn. Kể cả lúc này bạn đang cảm thấy có những cái chuyện gì đó bất ngờ xảy đến với các bạn, hoặc là bạn đang bị kích hoạt tổn thương, hoặc là bạn đang cảm thấy lo lắng về tương lai, kể cả là như vậy nha. Vậy thì các bạn nên làm gì lúc này? Là bạn nên giữ lại cái sự điềm tĩnh á, phục hồi lại. Các bạn chăm chút bản thân nè, các bạn tỉnh táo hơn, các bạn đừng có để năng lượng của mình hoặc là tinh thần của mình nó sụt tuột xuống thấp. Các bạn bình tĩnh lại và gọi là sốc tinh thần lại, vui vẻ trở lại nào. Để bởi vì kể cả là bạn đang có lo lắng gì chăng nữa thì đó là một cái kết quả chiến thắng vẫn đang chờ đợi các bạn ở phía trước rồi. Một cái sự công bằng công lý, một cái gọi luật nhân quả mà đang là xứng đáng. Đang chiến thắng, đang xứng đáng. Những cái phần thưởng rất là xứng đáng theo đúng luật nhân quả luôn, là đang chờ đợi các bạn ở phía trước nha. Các bạn có con đường các bạn đi là một con đường hẹp á. Điều này nó đang nói về nhiều cái vấn đề mà các bạn đang phải lo lắng đến á. Phải cố gắng tìm cái cách để xử lý ở thời điểm hiện tại này. Nó là một vấn đề khó. Nó là một vấn đề khó nha mọi người. Cho nên con đường mà các bạn đang đi á, là một con đường khó, nhưng nó vẫn là một con đường hẳn hoi. Tức là trong cái thời điểm này là bạn sẽ có một cảm giác là rất khó để xử lý một cái tình huống nào đó hiện tại. Đó là những gì các bạn đang đối diện á, cho nên là thành ra mình mới nói là các bạn đang có những cái sự lo lắng, nhưng các bạn yên tâm là một cái kết quả thắng lợi, một cái điều công bằng vẫn đang chờ đợi các bạn ở phía trước rồi. Wow, còn ở đây á, là con đường mặc dầu là khó xử lý, nhưng nó vẫn là một con đường. Và heal the earth, các bạn có home liên quan đến ngôi nhà. Ở đây năng lượng của các bạn tụ 1 á, là đây nè. Các bạn thấy á, các bạn có người sẽ đồng hành, sẽ hỗ trợ cùng với các bạn nha. Tức là mặc dầu bạn đang đối diện với những cái tình huống mà bạn cảm thấy bạn lo lắng nhiều, nhưng mà lại có người rất là thông cảm và đồng hành cùng với các bạn. Có người sẽ chữa lành cùng với các bạn luôn. Và một điều gì đó liên quan đến ngôi nhà. Đây là điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nha. Các bạn chờ mình.
Cái thông điệp của ngày hôm nay đó mọi người, tức là mình đang muốn nói vũ trụ đang gửi một cái thông điệp rất là khẩn cấp đến cho các bạn, cho cái vấn đề mà các bạn đang đối diện ở thời điểm hiện tại này. Cho nên là mình cứ phân tích một cách thật là chậm, cái quan trọng là các bạn nghe là vũ trụ đang muốn nói gì với các bạn nha. Safe home, wow trời, chúng ta có một sự giải đáp mà. Nếu như bạn đang lo lắng gì đó đến ngôi nhà của mình, gia đình của mình, những người bạn yêu thương, thì muốn nói cho các bạn biết là đừng có tưởng tượng theo cái sự lo lắng quá mức, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Tức là tất cả những người mà bạn đang rất là yêu thương, những người thân của bạn, ngôi nhà của bạn, gia đình của bạn á, thì vẫn trong cái nguồn năng lượng của cái sự an toàn, của cái sự phát triển đi tới, chứ không có phải là bị giảm đi cái sự phát triển đâu, không có phải là bạn đang thụt lùi đâu. Rồi để mình tiếp nha. Vấn đề bạn đang đối diện, đồng ý nó là một vấn đề khó, nhưng không có nghĩa là năng lượng các bạn đang giảm đi đâu nhé. Đời nào lúc này đây là các bạn cứ tập trung tỉnh táo vào trong cái thời điểm hiện tại này nè. Có nghĩa là bây giờ các bạn cứ là giữ lại cái sự điềm tĩnh và xem cái hiện tại này nè, mình đang tìm cách để các bạn cứ xử lý một cách từ từ, chậm, từng bước một, cứ giữ cái sự tỉnh táo và tìm cái cách xử lý một cách từ từ thôi cho cái vấn đề khó mà bạn đang đối diện nha. Rồi, cho mình nè. Chúng ta sẽ rồi bắt đầu tới cái bộ chính của chúng ta ha. Six of One, sốc chưa mọi người? Đây là một cái sự thành công, sự thắng lợi, sự vinh quang đang chờ đón các bạn. Wow, năng lượng các bạn vẫn là một nguồn năng lượng của phát triển nha mọi người. Để mình tiếp. Oh my god, hai cái lá này là nhảy ra đó. Các bạn có 8 ly nha. Rồi, các bạn có The Emperor, oh my god, và 10 ly và The Tower. Wow, để mình phân tích này mọi người. Bạn chắc chắn sẽ là một người buông bỏ cái điều mà bạn thấy không có phát triển được ở thời điểm hiện tại này. Ban đầu là bạn sẽ có một cái cảm giác là nó về mặt cảm xúc thôi, tức là bạn sẽ giống như chuẩn bị tinh thần nè, cảm xúc là bạn sẽ ra khỏi cái tình huống này, hoặc là cái nơi chốn này, hoặc là cái công việc nào đó. Các bạn đang suy nghĩ có nhiều cảm xúc á, để mình buông bỏ nó đi. Nhưng mà sau đó thì các bạn sẽ có sự lập kế hoạch chiến lược một cách rõ ràng luôn. Bạn sẽ làm chủ cuộc đời của bạn luôn, làm chủ cuộc đời của các bạn luôn nha. Và ở đây á thì mình đang thấy là cái bạn làm chủ cuộc sống của các bạn với một cái, và bạn sẽ lấy lại, bạn sẽ có được cái cảm xúc hạnh phúc nhiều hơn là bạn nghĩ. Tức là đôi khi là bạn đã từng nghĩ là một cái vấn đề nào đó của các bạn mà bạn đã xây dựng nên tới 8 ly. Wow, mình đang cảm thấy phân tích cho các bạn mà mình bị ngập ngừng nha. Ở đây á, có cái gì đó mà bạn đã xây dựng nên 8 ly á, tức là cũng là một cái điều mà từng là một điều tốt với các bạn chứ không phải là không đâu. Nhưng mà khi mà bạn xác định được á, những cái kế hoạch cho cuộc đời của mình nó kỹ hơn ha, lập kế hoạch, tổ chức, có sách lược, thì những gì mà bạn đạt được nó sẽ còn cao hơn 8 ly nữa. Tức là cái nguồn hạnh phúc á, cái sự hài lòng trong cuộc sống của các bạn, kể cả là lĩnh vực nào của các bạn ở thời điểm hiện tại nha, kể cả là tình cảm, kể cả là sự nghiệp. Nhưng nếu như bạn đặt cái sự lý trí, đặt cái đầu của bạn vào, tức là bạn cố gắng á, bạn làm chủ hoàn toàn cuộc đời bạn, rồi á, là bạn tổ chức nè, sắp xếp nè, bạn là có kế hoạch cho cuộc đời mình á, thì những gì bạn làm được sau đó á, là dựa trên cái sự lý trí của bạn rất nhiều, và sẽ đạt đến cái sự hài lòng cao hơn là cái mà bạn từng nghĩ là cái sự hạnh phúc của mình. Wow, khi mà mình bắt đầu vào phân tích một cái thông điệp quan trọng á, tại nó
cần thiết cho các bạn á. Tại vì nó sẽ có cái thông tin mà bạn đang cần nè, hoặc là cái giải pháp, hoặc là cái cách nhìn của vũ trụ như thế nào, là mình cũng căng thẳng nữa. Rồi ở đây á, mình sẽ ví dụ như bây giờ, nếu như cái vấn đề là tình cảm bạn á, nếu như bạn đã thông suốt á, mà bạn sẽ buông bỏ một câu chuyện tình cảm nào đó cũ, thì bạn sẽ gặp một cái sự hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu, trong hôn nhân còn lớn hơn nữa ở cái người đến sau. Còn nếu như đây là sự nghiệp của các bạn á, thì có nghĩa là một cái sự nghiệp nào đó bạn cũng từng rất là tôn trọng. Tại 8 ly là bạn cũng có nhiều cái cảm xúc cho cái sự nghiệp đó. Nhưng khi mà bạn quyết định á, bạn làm chủ cuộc đời của mình nè, bạn làm chủ cuộc sống của mình, bạn là hoàng đế trong sự nghiệp cuộc đời của bạn á, thì có nghĩa là bạn sẽ còn đạt thành công nhiều hơn là bạn nghĩ. The Tower này thì dường như là một cái nguồn năng lượng, nó gần như chắc chắn luôn là bạn sẽ buông bỏ đi một cái điều nào đó ở thời điểm hiện tại này. Tại vì The Tower này là cái người phù thủy này, người ta chủ động cho cái The Tower này nổ tung bạn. Thì cái điều đó ý muốn nói á, chắc chắn nó sẽ có một cái lĩnh vực nào đó của các bạn á, mà bạn sẽ buông nó, hoặc là bạn sẽ bỏ nó đi, bạn tìm cái phương hướng phát triển khác. Thì cái sự buông bỏ này của các bạn nó dường như là một điều gần như là chắc chắn, là bạn chủ động bằng làm nó luôn, bạn làm luôn. Wow, như vậy á, thông điệp của các bạn đã xong rồi, mình sẽ tóm lại cho các bạn nha. Thứ nhất á, cái vấn đề của các bạn đang đối diện, nó là một cái vấn đề mà bạn sẽ có, bạn nghĩ rằng nó là một vấn đề rất khó với các bạn trong cái tình huống này. Có nghĩa là với cái sự phân tích nhận định của các bạn, thì bạn cảm thấy khó để xử lý cái tình huống. Wow. Nhưng những cái may mắn thuận lợi của các bạn là gì? Cái may mắn thuận lợi của các bạn là có người yêu thương, đồng hành, chữa lành, ủng hộ các bạn. Bạn lại không phải là cái người đơn độc, mà trong cái tình huống khó khăn này vẫn có người đồng hành cùng với các bạn, thông cảm hiểu được bạn. Rồi những cái vấn đề á, bạn lo lắng cho người thân của bạn, cho tất cả những cái mà liên quan đến ngôi nhà, gia đình, thì mình muốn nói là không có vấn đề gì ảnh hưởng đến họ cả. Tức là nếu như bạn đang lo lắng là liệu là mình có vận hành được cái cuộc sống gia đình hạnh phúc hay không, cuộc sống có đủ đầy hay không, thì muốn nói với bạn rằng là cái sự khó khăn bạn đang đối diện ở thời điểm hiện tại nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến năng lượng gia đình của bạn cả. Một cái nữa, rồi vậy thì vũ trụ muốn bạn làm gì lúc này? Vũ trụ mong muốn nếu như bạn cảm thấy rằng cái gì mà bạn cần buông bỏ thì bạn hãy dứt khoát là The Tower luôn. Nếu cần buông bỏ là buông luôn, cái gì cần bỏ đi, cần cho nổ tung là bạn nên làm. Có nghĩa là nếu như bạn đã suy xét, bạn phân tích và bạn thấy nó đã không phù hợp, cứ mạnh dạn bước ra khỏi cái điều đó. Và vũ trụ muốn các bạn làm gì? Vũ trụ muốn các bạn là bạn phải làm lãnh đạo cho cuộc đời của mình nha. Bạn làm chủ, làm lãnh đạo cho cuộc đời các bạn, thì cái mà bạn nghĩ rằng đã rất lớn đến với cuộc đời bạn là 8 ly, không, bạn sẽ còn nhận được tới 10 ly lận. Tức là sau những cái mà bạn đã quyết tâm là bạn bỏ, thì bạn sẽ nhận lại được cái gọi là nhiều hơn. Mặc dầu ở thời điểm hiện tại này có thể bạn đang rất là lo lắng, bởi vì bạn đang nhìn cái sự việc của mình nó là cái sự khó khăn đấy. Rồi một cái nữa vũ trụ đang muốn thông báo cho các bạn biết á, là năng lượng của bạn vẫn là cái nguồn năng lượng của sự vinh quang. Con người bạn vẫn rất xứng đáng để nhận được cái sự vinh quang, cái sự tôn vinh từ người khác. Một cái nữa là theo như quy luật của cuộc đời á, thì cái sự công bằng, luật nhân quả vẫn là đem đến cái phần thưởng cho bạn, đem đến cái điều xứng đáng mà bạn, một cái kết quả vinh quang thắng lợi đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Cho nên khi các bạn nghe cái thông điệp này thì các bạn bắt đầu sốc tinh thần lại. Có thể bạn đang nhìn thấy cái con đường nó là con đường khó khăn, nhưng đừng bao giờ để cho mình bị tụt năng lượng, mà bạn phải hết sức bình tĩnh trong cái thời điểm này. Rồi mình xin kết thúc thông điệp của các bạn tụi một. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Xin chào các bạn tù 2. Thông điệp quan trọng khẩn cấp dành cho bạn lúc này. Có lý do để cho mình làm cái phần trả bài này nhé mọi người. Là mình bắt được nguồn năng lượng chung và mình thấy là các bạn đang cần một thông điệp rất quan trọng từ vũ trụ cho cái thời điểm này. Với lại cái bài này là một cái thông điệp quan trọng khẩn cấp từ vũ trụ, nó rất là quan trọng. Cho nên mấy bạn sẽ thấy là mình trả bài tụi một, mình nói chuyện nó bị vấp luôn á. Cho nên mình sẽ diễn giải một cách từ từ. Bởi vì sao? Vì cái câu trả lời mà các bạn đang cần á, rất là quan trọng và khẩn cấp. Câu trả lời nó đang nằm ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Thường là những cái thông điệp như thế này là mình khá là, mình tập trung hơi bị rất là nhiều luôn á. Rồi, chúng ta bắt đầu ha. Cái này để chút nữa mình rút sao. Các bạn có Prosperity Lies Ahead. Wow, năng lượng của Kim Ngưu. Thấy rõ là một cái điều rất là quan trọng và cần thiết dành cho các bạn chính là sự nghiệp, là sự phục hồi lại sự nghiệp, sự phục hồi lại đời sống vật chất của các bạn nha, sự phục hồi lại sức khỏe của các bạn nha, và thậm chí là sự phục hồi lại về cái hình thức bên ngoài luôn nha mọi người, đều là những cái rất quan trọng với các bạn. Mình nói lại ha, tức là bây giờ bạn đang trong năng lượng khôi phục. Kể cả cái hình thức bên ngoài bạn cũng đừng chủ quan nha. Nếu như bạn chỉnh chu luôn cả sức khỏe, cả hình thức bên ngoài, wow, là bạn đang rung động ở tần số khác đấy. Mọi người cứ phân chia thời gian ra nha. Lúc mà tập trung công việc nè, tập trung vào trong tính toán tiền bạc nè, tập trung vào trong cái phục hồi sức khỏe, kể cả sắc đẹp ngoại hình luôn. Hãy phân chia thời gian ra mọi ra nhé. Và các bạn đừng có để mình thiếu cái khía cạnh nào, bởi vì tất cả những điều đó đều là đem đến cái sự cái tương lai rất khác cho cuộc đời các bạn nha. Sacred Pool, đây là một cái hồ đang nói về sự thanh lọc. Wow, bạn đang trong năng lượng thanh lọc đi cái nguồn năng lượng cũ, đón chào nguồn năng lượng mới. Mình sẽ mô tả cho các bạn thấy, sẽ có cái lúc mà bạn cảm thấy cái gì đó rất là nôn nao trong lòng. Bạn cảm thấy rằng là một mình, kể cả bản thân của bạn, tự nhiên bạn thấy chính linh hồn của mình nó cũng có sự khác biệt luôn. Tức là bạn có một cảm giác về bản thân của mình khác lắm. Tự nhiên là bạn cảm thấy có những lúc bạn tự tin hơn nè, mà bạn không hiểu vì sao là cái giai đoạn trước, hoặc là chỉ mới ngày hôm qua thôi, là mình vẫn còn nằm bẹp đó, mình vẫn còn là buồn, là tủi, rồi có những cái suy nghĩ nó lo lắng này nọ. Nhưng mà thật bất ngờ là cái sự chuyển hóa nó rất là kỳ lạ. Lại có những cái giây phút mà bạn lại cảm thấy cái gì đó tự tin vô cùng, giống như là mình không còn rung động trong tần số thấp nữa. Đó chính là cái dấu hiệu nha mọi người. Sẽ có lúc bạn cảm thấy cái sự chuyển hóa nó nhanh như vậy. Một thông điệp nữa cho các bạn là nếu cần thanh lọc là các bạn tập trung vào thanh lọc nhé. Bạn cụ thể luôn, bạn có thể tắm ít nhất 2 lần trong ngày. Wow, đừng xem thường những cái hành động rất là đơn giản đó nha mọi người. Những cái hành động đơn giản đó nhưng nó lại làm thay đổi cuộc đời các bạn đấy. Thanh lọc ha, bạn có thể thanh lọc, miễn nó là năng lượng thanh lọc đồ đạc vật chất cũng được, hoặc là thanh lọc cơ thể. Bạn có thể tắm 2 lần trong ngày là bạn sẽ thấy bắt đầu cái tương lai cuộc sống mình bắt đầu khác biệt. Rồi mình tiếp nha. Các bạn đang có Distant Thunder, Clear the Air. Wow, cái khoảng thời gian này nè, nhiều lúc nó cũng đang xen vào những cái nó hơi muốn đe dọa các bạn. Chẳng hạn như là tự nhiên đang chạy một cách đều đặn về phía trước đi, đang yên lành đi, tự nhiên nó cũng sẽ có những cái tình huống nào đó. Giống như các bạn sẽ thấy giống như là mình đang bị thử thách cái sức chịu đựng vậy. Wow, lưu ý chỗ này nha mọi người. Các bạn giống như bạn đang bị thử thách sức chịu đựng. Vậy lúc này bạn phải chứng minh cái sức chịu đựng của bạn cho vũ trụ biết nha. Một bí mật tiết lộ cho các bạn là những cái tình huống tự nhiên đâm xen vào cái tình huống gì đó, bạn phải
Bạn đang tính làm việc A, rồi một cái tình huống phát sinh cuối cùng làm cho bạn không thể làm cái việc A được, mà bạn phải tập trung để lo giải quyết cái chuyện khẩn cấp việc B nào đó đến, làm cho bạn vừa tốn sức lực, tốn thời gian, tốn tiền, rồi thậm chí là còn làm cho bạn là suy nghĩ bị mất luôn tập trung. Tức là nhiều khi bạn đã thấy cái việc A đó nó là cái life purpose, nó giống như là cái mục đích sống của bạn á, mà bạn lại tự nhiên thấy nhiều cái việc đang xen vào, bạn lại mất đi cái sự tập trung vào trong cái việc A. Wow, đừng nghĩ rằng bạn không phù hợp với việc A nha. Không, đây là sự thử thách sức chịu đựng của các bạn. Và thông thường cái sự chuyển hóa nó sẽ có những cái cú đang xen vào để thử thách cái sức chịu đựng của các bạn, thử thách cái chính kiến của các bạn. Các bạn có quyết tâm không? Đấy. Đó, và tiết lộ với các bạn một bí mật, đó là gì? Clear the air. Thật ra cái thử thách đang xen vào một phần là để kiểm tra xem cái sức chịu đựng của các bạn như thế nào, một phần là thật ra đang cái điều đó nó đang cuốn đi cái nguồn năng lượng cũ đấy, thay đổi một cái bầu không khí, thay đổi nguồn năng lượng cho các bạn đấy ha. Cho nên là chỉ cần nếu như cái việc B nó đang xen vào, nó làm cho các bạn bị mất tập trung với việc A, không sao hết, cứ điềm tĩnh và cứ tập trung giải quyết cái việc B cho xong, rồi sau đó các bạn quay trở lại việc A. Wow, các bạn lưu ý chỗ này nha, đừng bỏ cuộc ở cái thời điểm mà tự nhiên mình đang tập trung vào việc A, mình đang tìm thấy cái ý nghĩa sống trong cái việc A rồi, là mấy bạn đang đúng, không có sai đâu. Việc B đang xen vào nó là một cái sự thử thách mà dường như luôn luôn là 100% xảy ra trong quá trình chuyển hóa đó mọi người. Rồi mình tiếp tục nha, các bạn có time, thời gian, cứ thời gian, wow, mấy bạn cứ bình tĩnh thôi. Nếu như các bạn đang thấy, wow, tự nhiên các bạn đang có một cái cảm giác, à, cái sự thay đổi đến với các bạn đang nhìn thấy cái sự hy vọng cho cái việc mình thay đổi được cái đời sống vật chất của mình đấy. Mình có khả năng có được một công việc kiếm tiền đấy. Mình có khả năng là cải thiện luôn cả cái ngoại hình mình nè, sáng hơn nè, hoặc là cải thiện về cái sức khỏe của mình nè. Đó, thì mình muốn nói với các bạn vẫn cần cái thời gian nha mọi người, cứ điềm tĩnh, từ từ, chậm chậm, không cần vội. Có nghĩa là bạn cứ làm việc một cách cứ tỉ mỉ, bền bỉ, quan trọng là biến cái điều này nó thành cái sự lâu dài cho các bạn theo thời gian. Rồi mình tiếp nha mọi người. Để mình xem của cách nào đó. Đây. Hồi nãy là mấy bạn tụi một á, mình bị nói chuyện ngập ngừng, có vẻ như là có vẻ như các bạn thật sự các bạn tụi một á, mình nói chuyện chơi chút xíu một hai phút nha mọi người, giống như là các bạn tụi một thật sự là mấy bạn rất là khiêm nhường á, mình có cảm giác đó. Còn qua tới mấy bạn tụi hai tự nhiên cái mình nói chuyện được trơn tru á, thì mình cảm thấy được rằng á, là các bạn tụi hai đã lấy lại cái niềm tin vào bản thân của các bạn nhiều rồi đấy. Healing, chữa lành. Wow, lúc này đây là các bạn tụi hai á, là hãy thừa thắng song mạnh tiến về phía trước nha. Rồi hãy tạo cho mình cái không gian hạnh phúc nào, thắp lên ngọn đèn, thắp lên ngọn nến, cho phép mình một cái không gian, nó nhỏ cũng được, nhưng nó sẽ là một cái không gian riêng của bạn và đầy cái sự hạnh phúc ở trong đó nha. Bạn đang chữa lành rồi nè. In flow with money. Mấy bạn thấy kết nối kinh khủng không nào? Ngay cái lá đầu tiên mình đã nói rồi, một cái cánh cửa của sự thịnh vượng nè, cánh cửa của tiền bạc, của đời sống vật chất nói chung, cánh cửa của sức khỏe và sắc đẹp chờ đợi các bạn nè. Chính xác nha, dòng tiền chảy vào, dòng tiền chảy vào nha mọi người. Cho nên các bạn cứ bền bỉ những gì mà các bạn đang làm á, đang làm mà bạn có thể thấy hy vọng rằng nó đang phát sinh ra tiền bạc vật chất. Ok, tập trung vào nha, bởi vì các bạn sẽ thu nhận được cái dòng chảy tiền vào nha. Và bao nhiêu cái tổn thương của bạn được chữa lành luôn nha. Đây là thời điểm của chữa lành tổn thương đứa trẻ bên trong của bạn. Rồi, chúng ta tới phần quan trọng. Đây.
9 ly, trời ơi, thật là khủng khiếp. Một, tiết lộ cho các bạn một cái sự bất ngờ luôn. Tất cả các lá bài chọn tụ mình chưa hề thèm lật lên xem luôn. Để yên nguyên, để nguyên như thế này cho các bạn chọn luôn. Wow, 9 ly, ước mơ thành hiện thực. Wow, như mình nói rồi, như mình cảm nhận không thể sai được. Đó là mấy bạn tụ hà chính là cái người đã lấy lại cái niềm tin vào bản thân nhiều rồi. Đấy. Tiếp tục tiến về phía trước nha. Đang lên, ước mơ thành hiện thực nha mọi người. Chúng ta sẽ thêm những cái thông tin nào bạn cần nghe nữa nha. Thêm chi tiết. 1, 2, 3, 4. Wow, mình tính rút 4 lá nhưng mà lỡ rồi mình rút luôn cái lá cuối cùng. Trời ơi, Ace of Cups luôn. Trời ơi. The Chariot, bài sao mạnh như vậy ta? 7 tiền luôn, tiền nữa nè mọi người. Và 5 tiền. Rồi, mình phân tích cho các bạn nha. Đây nè mọi người, cái bạn được ủng hộ á thì là cũng bắt đầu là cái năng lượng cho sự ủng hộ các bạn, kể cả là vũ trụ ủng hộ nha. Thì cái năng lượng đó cũng 70-80% trở lên nha mọi người, cao đấy. Và cái phần năng lượng mà không ủng hộ các bạn á thì cái phần năng lượng đó vẫn còn nhưng ít lắm. Mình nghĩ là nội lực của các bạn á, nội lực của một đời Chariot là sẽ không sợ điều này. Ở đây có lá 5 tiền giống như con mèo nè mọi người, đang giống như bị nhốt mà không mở cánh cửa ra được á. Thì cái điều này ý muốn nói á, ví dụ bạn đang làm một cái điều gì đó cũng sẽ có người không đồng tình, cũng sẽ có người cản trở các bạn hả? Mà giống như gọi là bị nhốt trong nhà thì khả năng nhiều khi là người nhà chưa chắc ủng hộ các bạn hả? Cho nên các bạn thấy nè, đây cũng là một cái vấn đề mà bạn suy ngẫm á, lý do tại sao. Vì giống như kiểu là cũng là người quen, người thân, người nhà gì đó của mình, cũng là những người gọi là quan trọng với các bạn ha. Mình tiếp, các bạn ở đây á cực kỳ hạnh phúc nha. Bạn sẽ vào cái giai đoạn giống như sống với một cái nguồn cảm xúc mới, có nguồn cảm hứng mới. Một là khả năng sáng tạo nghệ thuật của bạn được gia tăng, hai là một ý tưởng tràn đầy cảm xúc của các bạn luôn được sinh ra đời. Ví dụ nhiều khi cái công việc của bạn nó không nhất thiết phải làm liên quan sáng tạo nghệ thuật nhiều. Một là đúng chính xác nó sẽ liên quan đến những cái ngành nghề có nhiều cảm xúc của bạn lắm, hoặc kể cả là cái ngành nghề đó là kinh doanh thôi, không phải là liên quan đến thơ văn cảm xúc nhưng những cái ngành kinh doanh đó nhiều khi là đứa con tinh thần của bạn á, bạn yêu nó cho nên là bạn có cảm hứng cảm xúc nhiều lắm. The Chariot là năng lượng của cái việc một chiến binh rồi, xông thẳng về phía trước. Wow, 7 tiền, wow. Năng lượng tiền của các bạn nha, ước mơ thành hiện thực đó. Năng lượng tiền vào, nhưng vào một cách nó phù hợp với công sức của bạn. Bạn bỏ tiền, bạn bỏ công sức 5 là bạn nhận 5, bạn bỏ công sức 10, bạn nhận 10. Có nghĩa là cái tại vì đây là hoàn toàn là một tiến trình nó phù hợp mọi người. Ví dụ như mấy bạn đang mong muốn là cái lợi nhuận gì đó nó phải thiệt nhiều thì các bạn phải chờ, các bạn phải kiên nhẫn qua giai đoạn này. Tại vì đây là một cái giai đoạn mà bạn đang xây dựng cái nền tảng, cái nền móng. Cho nên là bạn thấy là ví dụ như bao nhiêu công sức của bạn bỏ ra là bạn nhận lại ở một cái mức độ nó tương ứng với công sức của bạn. Đấy, đó đã là một cái ước mơ thành hiện thực rồi mọi người. Còn ví dụ như các bạn muốn lập cái kế hoạch là mình nhiều hơn nữa như thế nào đó thì các bạn cứ từ từ từng bước bạn làm thôi. Bởi vì năng lượng của Kim Ngưu vẫn là năng lượng của nền tảng vững chắc, đi bước nào chắc bước đó mà, đâu có phải là năng lượng của mà các bạn nôn nóng bốc đồng đâu. Đó, nhưng cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy lạnh lẽo nha, giống như là sao những người mình yêu thương nhiều thế không ủng hộ mình. Cho nên nhiều lúc bạn sẽ thấy là tủi thân nè, lạnh lẽo nè. Nhiều lúc bạn giống như đứa trẻ luôn á, cảm giác giống như mình cần được yêu thương, mình cần được ủng hộ nhiều hơn á. Giống như nhiều khi bạn suy nghĩ, bạn nói rằng là ước gì mình được người thân ủng hộ mình nhiều hơn thì mình sẽ có cái sức mạnh nhiều hơn. Nhưng mà ở đây giống như cũng có một số bạn giống như kiểu được yêu thương á, được gia đình bảo bọc nhiều,
Cho nên thành ra bạn mới có cảm giác như thế thôi. Chứ thật sự là bạn có những lúc cảm xúc nhiều thì bạn cứ như thế này cũng được, không sao. Và sau đó là bạn cứ quay trở lại với năng lượng của The Charot nè. Bạn hãy cứ độc lập mà tiến về phía trước. Rồi, mình xin kết thúc trả bài của các bạn tụ 2 ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ ba. Thông điệp quan trọng khẩn cấp dành cho bạn. Mình có giải thích với các bạn lúc ban đầu rồi á. Hôm nay là mình nhận được nguồn năng lượng chung. Và mình thấy là các bạn rất cần một thông điệp từ vũ trụ rất là quan trọng để có thông tin cho các bạn, hoặc là hướng dẫn các bạn, hoặc là giải đáp cho các bạn, hoặc là tiên đoán cho các bạn. Bởi vì bạn đang cần cái thông tin từ vũ trụ. Đó là động lực cho mình làm cái trả bài ngày hôm nay. Và mình muốn nói với mấy bạn nha, với những cái trả bài như thế này mình cực kỳ là hồi hộp á. Cho nên là mình sẽ phân tích một cách nó rất là chậm chậm nha mọi người. Chúng ta bắt đầu nha. Vì sao như thế? Bởi vì sẽ có những cái mà nó mang cái yếu tố gọi là quyết định ở trong đây á. Hoặc là giải đáp cái tình huống cho các bạn đang thắc mắc. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Lá này chúc mình lực sao. My God, các bạn có thông điệp nha. Embracing enthusiasm. Ở đây là bạn hãy cứ nè, nhiệt huyết, đam mê với cuộc đời này. Đó, các bạn hãy la lớn, giống như la thật lớn đến thiên đường với sự hạnh phúc. Sự chuyển hóa đang được đến với các bạn. Rồi, các bạn nghe thấy một thông điệp rất vui nha. Và cụ thể chuyện gì? Từ từ nha. Ở đây. Bao nhiêu đó là thế năng lượng tụ ba. Ok đó mọi người. Tiếp theo, các bạn có You and your loved ones are safe. Cái vấn đề mà bạn đang lo lắng á, nó không bao giờ đi theo cái hướng lo lắng của các bạn. Chính bản thân của bạn luôn, và tất cả những người bạn rất là quan tâm và yêu thương đó, vẫn đi theo cái hướng năng lượng, vẫn an toàn, vẫn đi theo cái hướng năng lượng. Mà chỉ khi bạn điềm tĩnh á, bạn nhìn thấy cái câu chuyện đường dài, cái câu chuyện đường dài thì cái đó mới đúng. Còn cái lúc mà bạn bị cảm xúc nhiều, bạn bối rối nè, bạn lo lắng, và bạn tự nhiên nhìn cái sự việc bạn hơi hoảng lên, thì cái đó là cái cách nhìn nó là do cái cảm xúc của bạn thôi, chứ cái sự việc nó không có đi theo cái năng lượng như vậy nha. Wow. Các bạn có Sap and Wrath, mình ra năng lượng các bạn rồi. Hiện tại lúc này các bạn đang, các bạn thấy nè, ôm một cái nỗi buồn như thế này thì coi như là nhìn hết tất cả mọi thứ và mọi người đều sẽ là sắc màu buồn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đây bạn, chính vì á, cái lăng kính của bạn nó là cái lăng kính buồn, cho nên là bạn nhìn vào cái gì bạn cũng thấy cái sắc màu nó buồn hết. Nhưng cái sự việc nó có đúng vậy không? Không. Tức là cái sự việc nó vẫn đi theo, mọi thứ nó đều có cái trật tự của nó, đều có cái nguồn gốc của nó, đều có những cái sự liên quan đến những cái sự khởi đầu, rồi những cái sự tiếp nối, cái sự phát triển. Rồi từ từ mình sẽ nói cụ thể hơn ha. Các bạn có New Beginning, sự khởi đầu mới nha mọi người. Rồi, nếu như bạn đang đặt câu hỏi là bạn có bị mắc kẹt trong cái bầu không khí buồn như thế này nữa không, cuộc đời bạn á, có tiếp tục ở cái lăng kính buồn này của bạn hay không, thì mình muốn nói là
cái mà đang khiến cho bạn buồn thật ra vì sao? Vì bạn đang chuẩn bị qua cái sự khởi đầu mới. Và cái vấn đề là cái cảm xúc, nhiều khi cái cảm xúc nó quen thuộc mọi người. Bạn từng ở nơi đây, bạn từng làm việc như thế này, bạn từng có những cái cách nhận định cái cảm xúc cho những tình huống bạn đã trải qua, kể cả những cái câu chuyện buồn, tổn thương. Nhưng nhiều khi bạn đang quen nó rồi, nó đã trở thành thân thuộc của các bạn rồi. Khi mà chuẩn bị bước qua cái nguồn năng lượng cuộc đời mình theo cái hướng khác, là bạn tự nhiên bạn hơi lo lên trước. Lo vì sao? Vì mình chưa có kịp thích nghi. Và vì sao? Vì bạn cảm thấy cái điều mới liệu rằng nó có thân thuộc không, hay nó sẽ là xa lạ với các bạn. Thì đây chỉ là cái cảm xúc của bạn ở cái thời điểm mà bạn chưa kịp thích nghi mà thôi. Nhưng cuộc đời bạn vẫn là theo cái quá trình qua sự khởi đầu mới nha. Mình tiếp. Ủa, cái này mình rút cho bạn rồi. À, rút rồi chứ. Mấy bạn còn cái thông điệp nào ta? Ở đây. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Just like wow, như mình nói rồi, bạn có dù muốn hay dù không, cái sự thay đổi nó vẫn đến. À, dù muốn hay dù không, sự chuyển hóa vẫn đến. Vì sao? Vì đó là nhân quả thôi. Vì đó là nguyên nhân, vì đó là kết quả. Vì đó là luật nhân quả, là luật tự nhiên. Vì đó là sự công bằng. À. Rồi, cứ để đây nha, mọi người. Tiếp theo. The sacred flower of yes. Wow, trời ơi, câu trả lời yes đầy thiêng liêng với các bạn luôn. Một dòng chảy đầy thiêng liêng của câu trả lời yes. Wow. Mấy bạn còn muốn thắc mắc gì nữa không? Kể cả cái việc mà bạn đang ôm lấy cái nỗi buồn như thế này nè, nó là dòng cảm xúc á. Thật ra cái cảm xúc là thiêng liêng đó mọi người. Con người chúng ta còn biết buồn là cái đó chính là sự nhân văn đấy các bạn. Cho nên là khi bạn buồn á, thì bạn cứ dành thời gian cho riêng bản thân. Rồi, mình tiếp nha. Nhưng mà nếu như các bạn giống như xong cái thời điểm buồn nè, thì các bạn thấy là thật ra cuộc đời đang chuyển hóa, một loạt những cái chuyển hóa đến luôn. Một loạt chuyển hóa đến. Và đây là thiên đường đó. Từ từ khi mà bạn vượt qua những cái ngày, cái giờ bạn buồn đi nha, rồi bạn mới bắt đầu có những cái nhìn thật sự rất khác vào trong cuộc đời của mình từ đây về sau. Yes, bạn đang muốn hỏi gì? Thì bạn đang muốn hỏi gì thì đều là câu trả lời yes hết á. Rồi, mình tới năng lượng chính các bạn nha. A-Sop-Wan, wow, sự khởi đầu mới, một công việc mới, một cái niềm hạnh phúc mới. Một cái hành động mới, một ý tưởng mới sẽ ra đời. Wow. Wow, đây là cái thông điệp khủng khiếp cho mọi người. Vì sao? Tất cả ba lá bài để cho các bạn chọn cho mình cái tụ bài á, mình không hề thèm lật lên để xem trước luôn đó. Chúng ta tiếp nha. Các bạn ai xuất qua nha, một cái là ai xuất pentacle, trời rất kết nối, thật sự rất là linh ứng. Các bạn hãy cứ tiếp nhận hết cái thông điệp, đừng có nghi ngờ. Tại trong cái lúc mà chúng ta tổn thương á, chúng ta lo lắng hoặc chúng ta đang suy nghĩ cái gì đó quá nhiều, không dễ dàng để cho các bạn tiếp nhận những cái thông điệp mà người ta nói là tương lai tươi sáng đâu. Cho nên á, khi các bạn nghe, các bạn cứ nghe thôi, và cứ nhẹ nhàng với bản thân. Nè, công việc mới, nguồn thu nhập mới, cái cách kiếm tiền mới, cái cơ hội công việc mới, wow, rất là mới và hành động luôn nha. Tại hai cái thông điệp này kết hợp thì gần như là chắc chắn không thể tránh khỏi là cái điều đó nó sẽ ra. Tại vì đây là năng lượng của hành động và đây là năng lượng của hiện thực. Và mình tiếp nha. Các bạn có bốn kiếm. Các bạn có ba kiếm.
Bốn kiếm ba kiếm. Và các bạn có The Lover. Wow. Cuối cùng á, là các bạn cũng sẽ có cái sự lựa chọn cực kỳ là khôn ngoan nhất, sáng suốt nhất, thông minh nhất. Bạn vẫn sẽ có cái lựa chọn đó, nhưng mà để đến được cái lựa chọn này thì cũng khá là, để mình xem nha, cái năng lượng của ba kiếm, bốn kiếm á, có năng lượng của sự phòng vệ ở đây có. Ví dụ như là bạn cũng giống như bạn kiểu như là không có còn tin cái gì một cách vội vã nè. Bạn có cứng rắn hơn có. Bạn biết cách phòng vệ, bảo vệ bản thân của mình nhiều hơn. Bạn biết nghi ngờ nhiều hơn. Giống như là nghi ngờ nhiều hơn. Ở đây với mọi người, các bạn phải cố gắng xử lý cái tình huống này nha. Tức là sẽ có những cái thông tin đến với các bạn, nhưng bốn kiếm ba kiếm mà, là cái thông tin đó bạn sẽ phải xử lý những cái thông tin nó không chính xác á, nó không đúng, không phù hợp với các bạn, những cái thông tin làm đau lòng các bạn, những cái thông tin kích hoạt tổn thương mà bạn đã từng có, những cái thông tin mà bạn rất là tổn thương và đau lòng cũng sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này luôn. Rồi, đó là lý do tại sao mà bạn ngồi bạn buồn như thế này. Đó là lý do tại sao mà bạn lại rất buồn như thế này. Vì có những cái thông tin nó rất là đau lòng, ba kiếm mà. Nhưng mà những cái cơ hội đến với các bạn, Hãy xem xét cơ hội đến, cũng cố gắng xử lý cái cơ hội của mình. Còn cái việc thông tin đau lòng nào đó đang xen, ví dụ như một cái niềm vui đang chờ đón các bạn phía trước, nhưng đồng thời cái khoảng thời gian này cũng kích hoạt luôn là một cái nỗi buồn trong lòng nào đó của các bạn, hai cái nó song hành đó. Cho nên đôi khi bạn tủi thân lắm, bạn tủi thân nhiều khi muốn khóc luôn, là tại sao cái cơ hội, cái sự may mắn nó đã đến với mình thì để cho sự việc đó xảy ra thôi, tại sao lúc nào cũng phải song song để kèm theo một cái sự tổn thương nào đó. Nhiều lúc bạn sẽ suy nghĩ như vậy. Nhiều lúc mình cũng đặt cái câu hỏi như vậy với chính mình, nhưng mà mình thấy sau khi mình vượt qua được rồi thì mình mới thấy rằng là bởi vì cũng chỉ là củng cố sức mạnh của các bạn hơn mà thôi. Cho nên cuối cùng thì cái sự khôn ngoan, sự sáng suốt, trí tuệ, cái gọi là thật nhất với các bạn, tình yêu của các bạn, là cuối cùng bạn vẫn đến với cái điều đó. Mình sẽ giải nghĩa cái thông điệp The Lover này cho các bạn kỹ hơn nha. Nếu như cái sự lựa chọn với các bạn nó vẫn là cái sự lựa chọn thật nhất trong trái tim của bạn, bạn sẽ sống rất thật với trái tim của mình. Nếu bạn chọn cái công việc đó, bạn muốn phát triển sự nghiệp đó, hoàn toàn nó không phải là dựa trên cái cảm xúc, sự bốc đồng nào đó. Nó không có dựa trên là bạn phải gấp gáp vì sao để mà bạn chọn vội nó, không. Nó xuất phát đúng trái tim của bạn luôn, là bạn có yêu thương. Bạn có yêu thương, và The Lover cũng là xuất phát từ cái gọi là sự thông minh của các bạn á. Tức là sự lựa chọn, gọi là sự lựa chọn khôn ngoan, thông minh á, sự lựa chọn trí tuệ á. Vì sao? Vì bạn đang lựa chọn đúng cái thật với bạn, tức là cái mà bạn gọi rất là tự tin để xử lý nó mà không cần phải dựa vào người khác. Rồi, còn nếu như thông điệp tình yêu thì quá là tuyệt vời rồi nha. Trải qua sóng gió, ba kiếm bốn kiếm nè, trải qua sóng gió, ngưng nghỉ ngắt kết nối gì đó, thì cuối cùng bạn cũng sẽ có được một người yêu. Bạn sẽ có một cái người yêu, một người rất yêu thương bạn và đồng hành cùng bạn. Rồi, người cũ hay người mới mình không có bàn luận ở đây. Mình chỉ biết cuối cùng trải qua bao sóng gió thì cuộc đời bạn vẫn có một phần thưởng, đó là người yêu á. Người yêu. Người yêu thương đồng hành cùng bạn ha. Cho nên các bạn tuổi ba là niềm vui xen lẫn những cái nỗi buồn. Vì sao nỗi buồn? Vì nó kích hoạt cái tổn thương bên trong của các bạn trong khoảng thời gian này. Nhưng mà cuối cùng thì cái gọi là sáng suốt nhất, cái sự lựa chọn khôn ngoan đầy trí tuệ nhất, thì bạn vẫn lựa chọn cái điều đó cho cuộc đời của mình. Rồi, mình xin kết thúc thông điệp của các bạn ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều.